4 bàn kể đầu mùa giải và là ngoại binh ổn định nhất của đội bóng thủ đô kể từ khi giải đấu được bắt đầu. Đó là một pha va chạm nhìn qua thì không có gì là nguy hiểm. Coi vào! Pha lập công của Lucas Vinicius, pha lập công thứ 3 của cá nhân anh trong mùa giải 2022. Tỷ số là 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội và lần này là một cảm xúc bình thản hơn của huấn luyện viên Junjeo. Thắng lợi đang được củng cố cho đội bóng thủ đô, cách biệt bây giờ đã là 2 bàn. Một đường chuyền có với cảm giác bóng cực hay dành cho pha băng xuống của Lucas Vinicius. Bàn thắng đã được ghi vào đội bóng của Bầu Hiển và lúc này đang có lợi thế rất lớn trên đường đua tới ngôi vị vô địch. Hãy cùng xem lại đường chuyền của Trương Văn Thái Quý, cực kỳ chuẩn xác. Lucas Vinicius đã di chuyển ra phía sau lưng của Thanh Long và có một cú chạm bóng cũng nhạy cảm không kém. Hai không, mọi thứ đang trở nên dễ dàng hơn với đội bóng thủ đô. Họ có bàn thắng thứ hai sau khi hiệp đấu này được bắt đầu khá sớm. Hai trong số 3 bàn thắng mà anh có được ở mùa giải năm nay đến từ những cuộc đối đầu với đội bóng này. Văn Quyết, sai lầm của hậu vệ BKB Bình Dương. Văn Quyết, Lucas, 3-0, 3-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Liệu ai vào thời điểm này có thể nghi ngờ vào thắng lợi của đội bóng thủ đô trong trận đấu ngày hôm nay nữa? Thời gian vẫn còn rất dài nhưng cách biệt bây giờ đã là 3 bàn. Cú đúp của cầu thủ mang áo số 7 và anh đã có thành tích ghi bàn cân bằng với Văn Quyết và Siladi. 3-0 cũng là tỷ số mà Hà Nội đã vượt qua BKMX Bình Dương ở trận đấu lượt đi. Còn bây giờ đó là tỷ số mà họ đang sở hữu trên sân nhà hàng đấy, khi mà trận đấu vẫn còn khoảng thời gian hơn 30 phút nữa. Sai lầm của hậu vệ Lê Văn Đại và ngay lập tức thì hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương phải trả giá. Đường chuyền chuẩn xác của Văn Quyết và sau đó là cú đệm lòng gọn gàng của Lucas. Cú đá một chạm tương tự như cái cách mà anh đã nâng tỷ số lên 2-0. Văn Quyết trở về từ đội tuyển quốc gia và ngày hôm nay anh cũng đã có 2 đường kiến tạo trong đội lập công. Chúng ta sẽ cùng xem lại những góc máy bàn thắng mà Lucas vừa sở hữu.